Này mình chuẩn bị mình dán đắp đế rồi. Này mình chiết keo đắp đế. Đắp đế dép LV. Thì bây giờ Quốc Hà chuẩn bị gáp đế nữa các bạn. Gáp đế đó. Chuẩn bị gáp đế vô cho bạn xem nha. Bây giờ cũng là dán đế nha các bạn. Đây là quy trình dán đế của bên mình. Nhìn thì có vẻ dễ lắm các bạn, nhưng mà thực ra là không có dễ đâu nha. Sớ gớ là người ta nói ăn ăn luôn chiếc dép luôn chứ giỡn. Mấy cha này là bất đắc dĩ nó mới làm đó các bạn, chứ thực ra là không muốn nhận dán đế cái kiểu này luôn, tại vì cái đế này nó tới lắm, mà mình phải giá đế, sửa đế. Rồi một tí nó khô thì sẽ gọt, gọt mình dùng dao gọt xoay vòng nha các bạn nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem.